rồi, gớt đâu rồi? Gớt đâu tiên? Gớt đâu rồi? Rồi gớt xuống đất rồi, uổng quá. Uổng quá con, múc miếng khác nha. Em ba múc chưa? Uổng quá. Thôi xin bóc luôn đi, bóc cho dễ đi nha. Bóc cho dễ nè. Là múc muỗng. Con thịt đúng không? Con thử miếng thịt đi. Nè, thay đục thịt đút qua. Đút qua. Ngon quá. Ngày ăn trứng thì không ăn thịt. Đút miếng thịt cho ba đi con. Đút miếng thịt cho ba đi. Ừ. Anh kêu đi. Ba chú con. Đúng rồi. Ông đúng rồi. Không được đúng rồi. Cái này. Đúng rồi. Okay. Ăn trừ. Chị đang trứng cút không? Chị đang trứng cút không? Không luôn nha, trứng cút mà để ban nha. Ban thịt với trứng cút nha. Ý này này đâu này thịt, ở này đâu phải thịt, này bánh mà con ăn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
uống gì? Uống nước lọc ha. Đây, đi mua nước lọc. Ok. Chị ăn cái này đi rồi mình mua nước lọc.